khí thế và vật xin giới thiệu với các bạn một dòng máy mới của Dataka, có model là CD119. Đây là một dòng máy mới thay thế cho cái máy Dataka SD160. Cái model cũ của đó là SD160, giờ thay thế dòng mới là CD119. Giờ mình sẽ mở ra, khui ra để tập hợp cho các bạn xem những cái phụ kiện bên trong cũng như là xem tìm thấy những sự khác biệt gì hay là của cái dòng máy mới này cho các bạn xem. Giờ mình sẽ tiến hành tập hợp. Đây, các bạn có thấy bên trong này là những cái phụ kiện đi kèm. Đầu tiên đây có kèm nó là adapter của máy. Đây có một cái thẻ test mà bên hãng đã test sẵn để trong này đã test cái chất lượng. Các bạn có thể thấy là rất là nhiều vào nhưng rất là sắc nét. Đây có số serie number của máy. Đây test chữ và hình ảnh rất là sắc nét. Đây là dây nguồn. Đây cái kèm bình chống ấm. Tiếp theo là bên trong nó có một hộp phụ kiện, một bịch phụ kiện. Dây USB. USB để kết nối giữa máy pin thẻ với lại máy chính. Đây, đặc biệt là Dataka rất hay là có những cái tấm vệ sinh thẻ, vệ sinh máy đi kèm. Mình có thể vệ sinh nó, vệ sinh được đây là cồn của nó, alcohol. Đây có tấm vệ sinh thẻ đi kèm. Vệ sinh máy. Số lượng đó là 5. Trong này có 5 tấm vệ sinh. Tiếp theo đây nữa đó là cái menu guide để hướng dẫn sử dụng máy. Đây mình mở qua cho các bạn xem sao. Một số thông tin về máy, về nhà sản xuất. Cái này là những cái điều về bảo hành, bảo trì của máy, bảo hành máy. Những thông tin bảo hành của sản phẩm và bảo hành đầu in như thế nào, rồi như thế nào sẽ được bảo hành thì trong này có ghi rõ. Còn tiếp theo trong này đây là cái hình ảnh về những cái phụ kiện mà đi kèm của máy. Đây. Và các bước hướng dẫn. Các bạn có thể xem ở đây để biết được lắp đặt thẻ, lắp đặt mực như thế nào. Thì đây có hướng dẫn rất là kỹ, 1 A B C D E F G. Rồi, thứ hai là kết nối máy với lại máy tính thì kết nối nguồn ra sao, rồi sử dụng menu phím menu ở trên này như thế nào thì trong này cũng hướng dẫn rất là kỹ. Đây, và setup chỉ cho mình cái kiểu cài driver cho máy. Đây. Sau đó là in test ra cả. Đây, cái quyển này hướng dẫn rất là kỹ từ lắp đặt tới cài driver. Máy. Trong này các bạn có thể thấy đây là có cái đĩa driver có thể ứng dụng được cho Win 10, Win 8, Win 7 và Win Server 2016, rồi Server 2012 R2, 2008 R2. Đây là cái thư viện máy. Nên các bạn có thể thấy là phụ kiện đi kèm rất là đầy đủ, với lại là có, đặc biệt là có thêm cái thẻ vệ sinh. Mình không cần phải tốn tiền mua. Đây có tổng cộng có 5 thẻ vệ sinh. Đây còn một cái trục sân sân. Trục sân sân này mục đích là để mình gắn cái trục vệ sinh trước khi thẻ đưa vào máy in. Thì đây là mục đích của cái trục sân này, là thì cái lúc mà các bạn mua mực thì nó sẽ có đi kèm một cái loại này để dùng để vệ sinh thẻ, thì mình gắn cái này vào máy. Rồi tiếp theo để mình mở trong máy ra cho các bạn xem. Vừa rồi mình đã giới thiệu những cái phụ kiện đi kèm của cái máy Dataka này, CD119 này. Giờ tiếp theo mình vừa lấy cái máy ra, các bạn có thể xem sơ qua một vòng về cái cấu tạo cũng như cái máy của hình dáng của cái máy CD119. Máy là các bạn nhìn thấy là nó rất là nhỏ gọn, rất là tiện lợi. Hiện tại máy đang có kiểu kết nối là cổng USB. Đây là nguồn, đây là cổng USB. Còn cái mục đích của cái này là lúc mà bị kẹt thẻ hay là vì vấn đề gì đó kẹt thẻ, các bạn có thể xoay cái này để lấy cái thẻ
để đăng kẹt ra. Đây là màn hình hiển thị và những cái phím menu để mình có thể điều chỉnh những cái thông số của cái máy data card này. Mình có thể điều chỉnh được địa chỉ IP này, hoặc là điều chỉnh một số thông số như là data card, hoặc là vào menu để xem một số cái cấu hình bên trong máy. Đây là cái khay để mình đựng thẻ. Và nó xem đây là khay để đựng thẻ. Giờ mình mở cái nắp lên cho bạn xem. Trong này là để khay để đựng mực các bạn mở cái này ra. Đây. Đây các bạn có thể thấy đây là khay để đựng mực. Các bạn có thể nhìn bên trong. Còn đây là cái cùng đầu in của máy. Đây là cái vị trí cần bảo quản nhất. Các bạn có thể xem cấu tạo bên trong máy. Máy CD119 đây là cái dòng thay thế cho máy SD160. Thì ngoài việc là người ta update một số tính năng cũng như phần mềm trong máy có thể mạnh mẽ hơn thì nó cũng rất tiện lợi, và nó có thể bỏ được cái cuộn mực mới của nó có thể in tới 500 mặt thẻ, thay vì là cuộn mực của SD160 thì chỉ các bạn chỉ có thể in được là 250 mặt thẻ thôi. Bây giờ nó có thể in được nhiều hơn gấp đôi cái số lượng mặt thẻ trong một lần một cuộn mực của máy, thì mình sẽ rất là tiện hơn, có thể không cần thiết phải thay mực nhiều, mà công suất in nó còn nhanh hơn hoặc là nhiều hơn so với cái dòng máy cũ của nó, đó là SD160. Thì cái dòng CD119 này nó cải tiến hơn so với cái đó một số cái như vậy. Vừa rồi mình đã giới thiệu cho các bạn xem một số phụ kiện đi kèm hoặc một số tính năng của máy CD119 để thay thế cho dòng SD160 của hãng DataCard. Thì cảm ơn các bạn đã xem video đồng hồ này của công ty Thế Giới Bảo Mật. Các bạn có nhu cầu cần tư vấn thêm có thể liên hệ với công ty ở theo thông tin ở đường link bên dưới. Xin cảm ơn.